cho chú chưa? Sao tinh thần mùa giải mới thế này được chưa cháu? À. Chào cả nhà nhé, đây là chú Định Dòng, một trong những người truyền lửa cho bóng đá Hải Phòng. Năm 22 chủ tịch mới thì mọi cái ta phải mới lên tí xem nó ra sao. Đồ dùng quá đẹp luôn này. Thay đổi phong thủy. Thay đổi phong thủy. Chủ tịch mới xem bóng đá Hải Phòng hôm nay biến chuyển ra sao. Rồng nổi bay lên trời chứ nhỉ. Chú hoạt động trong hội cổ viên này lâu chưa chú? Chơi lâu rồi. 2007-2008 là thầy của Liên Đô đấy. Trước Liên Đô. Thời kỳ đỉnh cao của bóng đá Hải Phòng. Cái đầu mang sang Lào rồi chứ. Quá đẹp chưa? Công tác chuẩn bị trước trận
tiếp lửa đường xa Hà Tĩnh. Chiếc cờ này gắn bó chú mấy năm rồi? Cờ này là mới đặt lại mới đấy. Mới lại à? Chú sao tưởng có cái cờ trước cũng một cờ nữa. Cờ trước chơi bao nhiêu năm rồi, nó nát lắm rồi, rách rồi, bẩn rồi. Rồi. Phải thay, nó thay đổi hết. Tôi vẫn nhớ chứ, cái lần lên khán đài là thấy chú tay cầm cái cờ. Quan trọng cờ to hay cờ nhỏ, quan trọng biết biết phất cờ hay không. Khó đấy, cái đấy phất thì kể cả cờ nhỏ phất cũng không ra gì. Sợ nó khô chưa chú? Hả? Nó khô chưa? Sợ nó chưa khô ấy. Không, cứ để cho gió chứ. Có ngay cái này sơn nó khô không? Không. Chú chụp ảnh đi, để lấy máy ảnh cho.